Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 17 tháng 11, 2024. Thì những cái tiểu thương từ cái vùng lân cận các tỉnh như Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Dịch Giá gì đó, rồi An Giang đến đây bổ đồ rất là đông. Thời điểm này là 1 giờ trưa ngày 17 tháng 11, 2024. Thì mình đi bổ hàng hay là sao em? Hả? Mình ở đây mình bổ hàng hả? Mình bán chai nào vậy em trai? Bên sông Bển anh. Bên sông Bển là ở đâu? Cần Thơ. Cần Thơ lận hả? Dạ. Bán chợ Thốt Nốt hay là Thới An? Chợ Đông Hòa Hơi. Cái gì? Chợ Đông Hòa Hơi. Đông Hòa. Dạ. Hơi hả? Đông Hòa Hơi. Dạ. Ngộ hả? Vậy là nó thuộc tỉnh Cần Thơ. À. Mình đi đường nào là gần nhất? Qua phà Thế An ha. Rồi qua bển là chạy lên hay chạy xuống? Chạy lên. Chạy lên bao xa là tới Đông Hòa Hơi? Chạy khoảng 1 phút rồi. 10 phút ha. Cảm ơn em trai nha. Nghe nói cái tên hơi ngộ cho anh hỏi. Mà em bán ở chợ Đông Hòa Hơi đó là tên gì em á? Em tên Tình. Tình ha. Cảm ơn nha Tình. Dạ. Anh Thịnh, Quốc Thịnh Vlog nha. Cảm ơn nhiều. Thì mình đi qua đó, qua đây thì cái giá cả so với những vùng khác thì em thấy sao? Rẻ hơn. Rẻ hơn. Dạ. Thì chợ Cần Thơ nó có không? Có bỏ sỉ không? Dạ, có. Nhưng mà giá cao, nó cao hơn. Cao hơn đây. Rồi mình đi như vậy, mình đi bằng phương tiện gì? Xe gắn máy. Mỗi lần chở gì được bao nhiêu ký Tình? Tầm mấy ký vậy? Dạ. Mình đi về bà xã nhà bán. Dạ. Dạ, kiếm đồng tiền khó quá ha. Chúc em mua may bán đắt, dồi dào sức khỏe. Cảm ơn. Và gia đình hạnh phúc ha. Cảm ơn nha Tình. Dạ dạ dạ. Chào, cảm ơn nhiều. Người đẹp này đến đâu nữa nè. Mình bán chợ nào mà đi bỏ đồ với anh chủ? Mương Điều. Mương Điều ha, Tân Kinh Trung ha. Cái này là chợ Mương Điều, chợ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Cái này mình đi bổ hàng hay là mình đi bỏ đồ với bỏ đồ. Xả 1 ký nhiêu vậy cô? 8.000. Quá rẻ, quá rẻ. Đậu rồng. Khổ qua bữa nay nhiêu cô? 100.000. Bắp 60.000. Dì ơi, dì ơi, cho chú hỏi vài câu nha. Cái này 10 ký nhiêu ạ? 90. Bầu 80. Cái này cái gì ta? 20 ký. Bí đao con 60. Giá mềm quá, mềm quý vị ơi, quá rẻ rồi. Mình ở chợ nào mà đi bỏ đồ cô? Xa là ở đâu? Và gấp nha quý vị. Cái này 90. Vất vả quá nha. Mấy giờ là phải đề ba rồi. Thời điểm này người ta đi bổ đồ rất là đông, cho nên mình quý vị cũng thông cảm. Hủ tiếu ở đây mà nếu mà bán ký hay là bán 10 ký, 5 ký gì cháu? 5 ký là thời điểm này là nhiêu? 90. Nhầm 18.000 ký ha. Dạ. Thì ở đây bún hủ tiếu rất là nhiều nha quý vị. Cảm ơn cháu. Mày vô, lẹ tay thì còn chậm tay. Chào Nhí, mình phải đi giao ra tới đâu vậy Nhí? Mình phải đi giao hàng ra tới đâu? Tới ngoài xe luôn. Giờ mình có tính tiền cho khách không? Không. Như vậy là chủ trả. Mình nếu mình chở cho mẹ mình thì mình không lấy tiền, mà nếu chở cho khách là chủ khác, là dựa khác là mình lấy phải lấy tiền. Vậy sao? Cảm ơn nha Nhí. Đó, nó chở đồ vậy nè.
thì cái chợ này cung cấp rất là giá hợp lý cho địa phương, các tỉnh lân cận như Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, dịch giá gì Phú Quốc rồi luôn hả? Hay ta tại giá nó mềm ha. Dưa hấu 10 kg nhiêu vậy em trai? 70. Bữa nay dính lên được 5, tại nó hàng đẹp hả? Dạ. Hàng đẹp nha quý vị, 70, 10 kg. Lấy mấy ngọt chú ơi? Mấy ngọt? Mấy ngọt, mấy ngọt. Ba ngọt, 1 thì 5 hạt. Có lấy bịch xanh không? Đã, ngọt nhẹ lấy 4 bịch đi. Nè xanh đẹp, mua queo kìa, đưa 35 đi. Quá đẹp luôn. Đẹp dữ lắm. Còn bịch đi. Mình ở chợ nào mà đi mua hàng nông sản ở chợ Trái Đất này? Con chợ Bình Tây chứ. Chợ Bình Thành Tây, Bình Hàng Tây. Bình Hàng Tây. Có đâu Nguyễn Văn Bánh à? Dạ, dạ. Cảm ơn. Qua Hòa Mỹ Trắng nha. À. Dạ. Thì hàng hóa rất nhiều nha quý vị. Thì giá thời điểm này... Đậu bắp này 140 ngàn. Ủa nay đẹp quá là giá nó có lên được chưa cô? Phải rồi, phải lắm chứ 10 ngàn á. Dạ đủ giá nha, hàng đẹp nha quý vị. Hỏi thằng ơi gì? Cái gì? Mua gì, mua gì? Anh lấy bao nhiêu? Ở đây là chuyên về đồ đồ mấy cái đồ đà lạt. Thời điểm này bao nhiêu cô? Bây giờ bữa nay là không mở không, bữa nọ không được. Dạ dạ. 20 không? 20 mấy ngàn, 28 ngàn, 30 cái gì? Người ta đang lu bu mà hỏi một hồi là nó hơi khó nha. Dấu đây, dấu đây. 10 ký nhiêu anh? Dạ 70 ngàn. Ồ hàng này chắc ngọt lắm. Nó ngồi à, bán cho anh trái coi. Ok nha. Quả đỏ quá ngon luôn. Cái này ngon lắm à. Ờ dạ. À, hồi bán cho anh trái nha. Ờ à, Quốc Thịnh Vlog. Mình bán vô hấu chợ này là tên gì anh trai? Boss hả? À, boss. Boss là chủ hả? Gì vậy tòa? Còn cái người đẹp bán ớt này là thời điểm này bao nhiêu một ký? 34 ngàn. Sụt nữa rồi. Chưa là ông hổ lên. Nhanh lên. Mày vô, lẹ tay thì còn. Mình chở gì là cái người mua người ta có phải mất tiền không? Tiếp đi. Dạ không. Không à. Miễn ship. Miễn ship là không có trả tiền. Không không. Quá trời nhiều luôn. Nó đỏ nè em ơi. Ai nào cũng quay chân đây cá. Mình báo giá mà. Nhiêu bệnh nè? 20 bệnh. Đẹp. Từ từ nha, té xương cu nha. Té coi chừng dập. Dập cà. Quay không thấy lên có Quốc Thịnh Vlog. Cái này là này lái nha quý vị. Ngã nha. Thôi mình không có lấy được rồi. Mình không biết cách mình ấy vô. Cô tên gì mà phải đi bỏ hàng này thấy hay quá vậy, vất vả quá vậy. Làm mướn. Làm ô xin chứ không phải làm mướn. Hay quá. Ô xin chứ. Thành Vlog. À, quá rất nhiều nha quý vị. Dưa leo. Thì chợ này chuyên sỉ lẻ những hàng. Anh bạn này là từ Tân Khánh Trung, Mương Điều. Ông đang không vậy đâu. Không được không? Người phước mặt phước mày không nói thách. Anh bán chợ Mương Điều tên gì vậy anh? Anh tên gì ở trên chợ Mương Điều? Anh chủ? Cường. Cảm ơn nha anh Cường. Bị mình Cây Châu bắt cao lãnh nè, Cây Châu Tân Mỹ nè.
cái giá cả nó theo từng ngày quý vị ơi. Hàng đẹp khác, hàng xấu khác, 18 khác, 19 khác phải không cô? Mà người đẹp thì bán cũng phải khác phải không? Rất là nhiều hàng quá nha quý vị. Rất nhiều. Thì cho quý vị trải nghiệm cái chợ này chuyên cung cấp cho các tỉnh lân cận như Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang và mấy cái xã lân cận của cái chợ Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp này, của tỉnh Đồng Tháp luôn. Hàng hóa rất là đa dạng, giá cả thì phải chăng, rất là. Xin chào cô, mình ở chợ nào mà đi mua hàng nông sản thành phố Sa Đéc này? Dạ, bên Phong Hòa bạn ạ. Phong Hòa ha, chợ Phong Hòa luôn, chợ giao thông hay là chợ Phong Hòa? Phong Hòa luôn. Phong Hòa Định Hòa ha. Dạ. Dạ, vậy là gần gần ngã năm cây trăm ha. Thì có một quý vị khán giả trước năm 2021 có hỏi là chợ ngã năm cây trăm nhưng mà mình cũng còn lan man, mình không biết nó khu nào. Thì khán giả nếu mà có nhớ thì mình nhớ lưu lại cái số điện thoại của mình, rồi mình sẽ review cho là Zalo của mình là 0949063570 nha quý vị. Út, bán hết chưa Út? Dạ còn, bữa nay còn ế luôn. Mấy giờ sáng là Út phải ra chợ rồi Út? 8:30 sáng. Còn nếu mà chợ buổi chợ nào bán xong hàng hết thì mình mới được về. Năm giờ. Cô Út được mấy người con cô Út? Hai đứa. Có gia đình hết chưa? Có, trai đứa gái. Mình ở phường mấy? Vậy là gần gần thì giáo Dũng bé ba rồi ha. Bé ba thì giáo Dũng ngay gần gần cầu, gần gần đó ha, gần gần Bảy Dương rồi không? Nhưng mà gần gần đó ha. Dạ. Ngay dạm chợ quán luôn. Vậy sao? Ngay dạm chợ quán ha. Dạ. Cảm ơn nha con. Thì đến đây video xin được tạm dừng nha quý vị. Bố Thịnh xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi video này. Mua tiếp giùm người đẹp này đi anh chủ. Dạ. Thì đến đây video xin được tạm dừng nha quý vị. Chúc quý vị mua may bán đắt, dồi dào sức khỏe và thành đạt. Rồi kỹ cho má đây nè, đụng ở dưới lỗ lộn lội con mắt con ra luôn à. Người đẹp này có sao để vậy à, anh ơi. Rồi bye.